Mở đầu bản tin trong nước và quốc tế tối nay là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Ý chí khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập tự do, hạnh phúc tiếp tục được vận dụng và phát triển sáng tạo, nhằm động viên phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vượt qua những khó khăn trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ. Trong sáng mùng 1 tháng 9, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Chính phủ và 194 điểm cầu trên thế giới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ôn lại thời khắc lịch sử cách đây 76 năm vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tại cuộc meeting trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do hạnh phúc của nhân dân với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do. Việt Nam luôn tích cực ủng hộ và phấn đấu trách nhiệm cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và sự phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập, vượt qua bao khó khăn thách thức với sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu, hiệu quả của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến đổi nhanh chóng khó lường, đặc biệt đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trong gần 2 năm qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, nhất là sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân, làm suy thoái kinh tế toàn cầu, gia tăng thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng, thiếu an ninh, an toàn cho người dân. Bên cạnh đó là những nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống như xung đột tại nhiều khu vực, khủng bố, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, già hóa dân số. Chúng ta đang đứng trước những cơ hội không nhỏ nhưng đi liền là những thách thức đan xen và ngày càng phức tạp khó lường. Phát biểu trực tuyến tại lễ kỷ niệm, Ngài Đại sứ Sadi Salama, trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, bày tỏ sự cảm kích đối với chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ và lòng mến khách dành cho những nhà ngoại giao trong công việc cũng như cuộc sống, đồng thời luôn sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm củng cố, thúc đẩy và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế hướng đến mục tiêu chung vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển. Tính tới thời điểm hiện tại, 34 xã biên giới thuộc 7 huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Hà Giang cũng đã triển khai tiêm trên 102.000 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt trên 80% tổng số vaccine được cấp cho khoảng trên 15% tổng số người dân độ tuổi từ 18 trở lên. Phần tin quốc tế với những nội dung chính sau. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới. Mỹ cảnh báo tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Afghanistan. Phe đối lập ở Venezuela tham gia bầu cử.
Biến thể Delta tiếp tục là nguyên nhân khiến dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, trong khi Malaysia ghi nhận biến thể Delta chiếm 100% số ca được giải trình tự gen, thì con số này tại Hàn Quốc cũng lên tới trên 99%. Hai tuần qua, Malaysia đã tiến hành giải trình tự gen đối với 265 mẫu xét nghiệm COVID-19 và xác nhận 100% đều nhiễm biến thể Delta. Theo Bộ Y tế Malaysia, diễn biến tại Malaysia giống với xu hướng dịch bệnh ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là virus biến thể Delta đã trở thành chủng chính, không chỉ có khả năng lây nhiễm cao mà còn làm tăng nguy cơ bệnh nặng và tử vong cho người bệnh. Ngoài ra, Malaysia cũng phát hiện nhiều ca nhiễm các biến thể khác như Beta, Theta, Kappa và Eta. Số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 2.000 ca một ngày. Biến thể Delta chiếm tới 99,2% số ca mắc mới trong tuần cuối tháng 8. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận gần 254.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 2.300 người tử vong. Hàn Quốc có kế hoạch công bố các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bổ sung áp dụng cho đến hết tháng 9, tháng có kỳ nghỉ Trung thu kéo dài từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9, với hàng triệu người đi lại khắp cả nước để gặp gỡ gia đình và người thân. Đến nay, 57% dân số Hàn Quốc, tương đương 29,27 triệu người đã tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 và 15,74 triệu người, tương đương 30,7% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Hàn Quốc đặt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm nay. Ngày 31 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bùng phát ở Colombia hồi tháng 1 đầu năm. Biến thể B1621, còn gọi là biến thể MU, đã được WHO phân loại là biến thể đáng quan tâm. WHO cho biết biến thể MU chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine, do đó cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về biến thể này. Hiện WHO phân loại 4 biến thể virus SARS-CoV-2 ở mức đáng lo ngại, trong đó có biến thể Alpha xuất hiện ở 193 quốc gia, vùng lãnh thổ và biến thể Delta xuất hiện ở 170 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tình hình dịch tại Anh đang có chiều hướng phức tạp trở lại so với cảnh số ca mắc và tử vong mới đã gia tăng thời gian qua, sau khi nước này dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch. Theo số liệu thống kê, số ca mắc mới trung bình theo ngày tại Anh trong một tuần trở lại đây là khoảng 32.000 trường hợp, cao hơn nhiều so với mức 2.000 ca hồi tháng 5. Hồi giữa tháng 7, Anh cũng ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao kỷ lục gần 48.000 ca. Trong khi đó, số ca tử vong trung bình ghi nhận tại Anh là hơn 100 ca một ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3, trong khi số ca nhập viện là hơn 900 ca một ngày. Giới chức y tế lo ngại, tình trạng lây nhiễm hiện nay có thể kéo theo sự gia tăng số các ca triệu chứng nặng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế trong thời gian tới. Ngày 31 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán của nước này khỏi Afghanistan, khẳng định đây là lựa chọn sẵn có tốt nhất. Ông Biden cũng cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Afghanistan là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Tổng thống Biden cho biết 90% công dân Mỹ muốn rời Afghanistan đã được đưa khỏi quốc gia Tây Nam Á. Theo ông Biden, Mỹ đã có động thái với Taliban nhằm đảm bảo cho 100 đến 200 công dân Mỹ khác cũng có thể rời Afghanistan nếu muốn. Theo ông, chiến dịch sơ tán hơn 123.000 người khỏi Kabul bằng đường không của Mỹ và các đồng minh trong hai tuần qua đã thành công. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Afghanistan là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Nghĩa vụ cơ bản của một tổng thống là bảo vệ nước Mỹ, không phải trước mối đe dọa của năm 2001, mà là mối đe dọa của năm 2021 và tương lai. Đó là nguyên tắc dẫn đường cho các quyết định của tôi ở Afghanistan. Tôi không tin rằng an toàn và an ninh của Mỹ được tăng cường bằng cách triển khai hàng nghìn binh lính Mỹ và chi hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm ở Afghanistan. Cuộc chiến tại Afghanistan là cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kể từ năm 2001, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến này và tổn thất gần 2.500 binh sĩ. Trong khi đó, số người Afghanistan thiệt mạng trong cuộc chiến ước tính lên tới 240.000 người. Thị trường lao động tại Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, tiếp tục phục hồi bất chấp đang phải trải qua làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư. Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức thường tăng cao trong những tháng hè. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng thông thường, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 ở Đức đã giảm xuống 5,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái và là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Do tắc nghẽn nguồn cung ứng toàn cầu, số lượng công việc thời gian ngắn đang gia tăng trở lại. Tuy nhiên, tỷ lệ người lao động hầu như không bị ảnh hưởng nhiều.
kinh tế Đức được dự báo sẽ trở về với quy mô trước đại dịch trong những tháng tới, dù triển vọng không chắc chắn vẫn tăng vào cuối năm nay. Một trong những yếu tố không chắc chắn là lĩnh vực chế tạo công nghiệp vẫn đang chật vật trước những khó khăn trong chuỗi cung ứng, có thể kìm hãm sản xuất và giảm đà phục hồi. Hôm qua, nền tảng hợp nhất khối đối lập chủ chốt tại Venezuela tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 11 tới, sau các cuộc đàm phán chính trị giữa chính phủ và đại diện phe đối lập chủ chốt tại Mexico. Tuyên bố của nền tảng hợp nhất được đưa ra sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela gia hạn chốt đăng ký ứng cử viên đến ngày 2 tháng 9, cho phép phe đối lập thêm thời gian để hoàn tất các cuộc đàm phán nội bộ. Trong một thông cáo, nền tảng hợp nhất giải thích quyết định tham gia bầu cử nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và qua thương lượng cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng của khối là hướng tới một thỏa thuận toàn quốc về một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do. Nền tảng hợp nhất do bốn chính đảng đối lập của Venezuela hợp thành, trong đó có đảng công lý trước tiên của cựu ứng viên tổng thống Enrique Capriles và đảng ý chí nhân dân của tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido. Quyết định của nền tảng hợp nhất được xem là động thái triển vọng mới cho tiến trình đối thoại chính trị tại Venezuela từng nhiều lần đổ vỡ trong quá khứ do bất đồng giữa hai bên. Trước đó, phe đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 và cuộc bầu cử lập pháp năm 2020. Cuối tuần qua, đường phố tại thủ đô Lima của Peru náo nhiệt và sôi động với một cuộc đua xe làm từ vật liệu tái chế. Hoạt động cộng đồng này đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những người tham gia phải chấp hành các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang. Cả người chơi và người cổ vũ đã tập trung tại quận trung tâm San Miguel, mang theo những chiếc xe tự chế theo các chủ đề thuộc về phim ảnh hay truyện tranh như Bảy viên ngọc rồng, Gia đình Flintstones, Fast and Furious. Ngoài ra, một chiếc xe tái chế với hình ảnh virus SARS-CoV-2 cũng gây được sự chú ý trong cuộc đua. Đặc biệt, những chiếc xe tham gia đều được thiết kế từ những vật liệu tái chế như bìa cứng, gỗ ép, bóng bay, vải dù theo đúng yêu cầu của ban tổ chức. Các gia đình, trẻ em và cha mẹ đã rất nhiệt tình tham gia cuộc đua xe tái chế này. Họ rất sáng tạo với các sản phẩm xe đua của mình. Tôi rất ngạc nhiên với sự sáng tạo này. Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức và tâm huyết để chế tạo ra chiếc xe này trong những ngày qua. Nó thể hiện tình cảm gắn bó giữa ba chúng tôi. Chung cuộc, chiếc xe được mô phỏng bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng đã giành chiến thắng sau khi vượt qua hai đối thủ Flintstone và Fast and Furious. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.